Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái intro cho các video của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ba nguồn video khác nhau để mình tải về, mình đưa vào app Kino Master, mình sẽ chỉnh sửa lại, mình sẽ bổ sung chữ hoặc là những âm thanh cho nó hay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn xem một số video mình đã làm trước nha các bạn, các bạn tham khảo nha. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ thoát ra để mình hướng dẫn các bạn cách chúng ta vào trong cái ứng dụng để chúng ta tải các video về mình chỉnh sửa nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn vào cái trình duyệt Chrome nha các bạn. Bạn click vào cái góc phải bên dưới nè. Thì trên thanh tìm kiếm các bạn click cho mình là Pixabay nha các bạn. Pixabay.com. Thì trong đây có rất nhiều là video miễn phí mình tải về, mình làm toàn hoàn toàn không bị bản quyền nha các bạn. Thì tiếp theo trên đây các bạn click vào intro nha các bạn. Thì Pixabay intro, rồi các bạn chọn enter. Thì dưới đây các bạn chọn cái video đó các bạn, một tất cả video hình ảnh, các bạn chọn một video nha. Và đây có rất nhiều là video khác nhau nè, các bạn vuốt lên các bạn tìm kiếm cái intro nào các bạn thấy đẹp, thấy hợp ý mình thì mình chọn, mình tải về mình làm đó các bạn. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì các video này hình như một số mình đã tải về hết rồi, mình chỉ tải thử một cái này cho các bạn xem á. Giờ mình tải cái này nha. Thì ở đây các bạn thấy một tải về miễn phí nè, các bạn chọn hoặc các bạn có thể xem trước để mình xem thử coi mình có vừa ý không, vừa ý mình hả tải về cũng được. Thì hoàn toàn không có âm thanh nữa các bạn, trong đây không có âm thanh. Khi mình đem về cái Kino Master đem ra ngoài app thì mình sẽ chèn âm thanh vào cho nó. Ok, cái này tới mục này các bạn chọn cái độ phân giải cao nhất nha các bạn, cho nó rõ nét. Xong các bạn bấm tải về. Các bạn đợi một tí nha, tại mạng nhà mình hơi yếu. Rồi ok, các bạn chọn tải xuống. Vậy là xong rồi đó các bạn. Mình đã tải về rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra, mình sẽ tìm các những video khác để hướng dẫn các bạn nha. Đây rất nhiều, các bạn có thể tự mình tìm để làm nha các bạn. Mình chỉ hướng dẫn các bạn cái nguồn vào trong video thôi. Giờ mình sẽ thoát ra, sẽ tìm kiếm video hồi nãy mình sẽ mở lên cho các bạn xem nha. Thì đây video mình mới tải về hồi nãy các bạn, giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem thử nha. Thì nó chỉ là đơn giản như vậy thôi, các bạn chịu khó tìm trong cái Pixabay, các bạn tìm kiếm video nào đẹp hợp ý mình đem về mình tự mình làm các bạn ha. Ok, như vậy là ok. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm các nguồn video thứ hai nha các bạn. Thì cái video thứ hai này mình sẽ sử dụng app nha các bạn. Đây app này tên là Marker các bạn. Thì muốn tải được cái app này thì các bạn sẽ vào CH Play các bạn tải về nha. Thì mình xài Android, mình phải vào CH Play mình tải về. Tính thanh tìm kiếm các bạn gõ Marker là nó lên nè. Đây các bạn, intro Marker miễn phí nè các bạn. Các bạn click vào đây là ok. Đây, cái này mình đã tải về rồi các bạn. Nó để đã gửi cài đặt.
Thì nếu các bạn chưa có tải về thì đây nó sẽ yêu cầu mình cài đặt các bạn. Còn mình cài rồi thì nó yêu cầu mình mở. Giờ mình sẽ thoát ra, mình sẽ mở vào app, mình mở cho các bạn xem nhé. Ok, app đây nè. Thì cái app này nó cũng có một số tính năng tính phí nha các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn, mình chỉ kiếm cái các video miễn phí mình sử dụng thôi các bạn. Ok, giờ mình sẽ chọn cái video trên cùng này. Thì ở đây các bạn miễn phí thì nó cho mình sử dụng cái 480 nha các bạn. Còn mình tính phí thì sử dụng được cái app 1080. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái 480 nha các bạn. Mình click, mình sẽ vào trong đó mình chỉnh sửa cho các bạn xem, mà các bạn ngồi trong đó các bạn tự làm ha. Đây video mẫu đó nè các bạn. Cái thay đổi trên này, cái chữ trên này mình có thể thay đổi được hết nha các bạn. Thì để là tên của mình nè. Ok, bây giờ mình sẽ click vào cái chữ này, mình thay chữ tên kênh của mình nha các bạn. Bạn click thẳng vào nó luôn, và bạn sẽ xóa cái chữ mặc định nó bỏ, mình ghi chữ khác. Mình ghi là HQ Hoàng Tâm. Ok, chữ này các bạn có thể phóng to thu nhỏ được nha các bạn. Các bạn click vào các ô các bạn kéo nha. Đó, mình để vừa vừa là được. Đây nó đã có rồi nè các bạn. Rồi tới chỗ này mình sẽ chỉnh sửa luôn nha các bạn. Chữ này nè. Thì cái thay thổi này cũng giống như cái hồi nãy các bạn. Mình sẽ click vào nó, mình sẽ chỉnh sửa, thay đổi chữ khác cho nó các bạn. Bây giờ mình sẽ ghi là YouTube nha các bạn. Xong các bạn bấm vào YouTube trên trên á. Thì khi vào đây thì các bạn có thể kéo rộng ra chút xíu và các bạn chỉnh sửa những các cái màu chữ cho nó các bạn. Đây mấy cái thanh nè các bạn. Ở đây là cái viền chữ. Ở đây là cái nền nè các bạn. Mình sẽ mở lên thì mình chọn màu cho nó, hoặc không chọn các bạn bấm tắt nó cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn xem nhé. Ok, hoàn toàn không có âm thanh nữa các bạn. Chưa có âm thanh, chưa có gì hết. Thì khi các bạn muốn xuất nó ra ngoài thì các bạn bấm vào YouTube bên trên góc phải nha các bạn. Đây, cái YouTube này các bạn click vào đó để mình lưu cái video mình ra ngoài. Thì khi lưu xong các bạn đưa vào cái app KineMaster, các bạn sẽ bổ sung những cái âm thanh, những cái hiệu ứng hoặc là cái chữ cho nó các bạn. Cho nó mượt mà chút, nhìn vô nó đẹp. Ok. Thì đây nó sẽ quảng cáo xíu nha các bạn. 3 giây. Giờ mình sẽ tắt quảng cáo, mình sẽ mở cái video cho các bạn xem thử nha. Ok. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Bây giờ thì tiếp theo mình sẽ thoát nó ra ngoài các bạn. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái vào cái nguồn thứ ba các bạn. Các bạn click vào cái trình duyệt Chrome nè. Xong các bạn gọi trên đây là cái introfree.com các bạn. Thì cái trang này cũng tương tự như là trang cái visabay.com gì đó. Nó ná ná nhau các bạn. Các bạn click vào cái thanh video các bạn. Ok, ở đây rất là nhiều. Rất là nhiều mẫu intro các bạn. Mình tha hồ mà chọn á. Mình có thể mở thử khi cái intro nào mình thấy thích, mình hợp ý mình tải về mình để mình chỉnh sửa nha các bạn. Thì đây mình sẽ chọn một cái video này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tải về nha. Ok, các bạn vuốt lên. Đây chỗ video mình các bạn.
chỗ xem trước nè, các bạn click vào hình tam giác này, trong cái video các bạn xem trước nha. Mạng hơi yếu. Đây, cái video của mình nè các bạn. Thì các bạn cứ tải về rồi vào trong cái master, các bạn sẽ chèn chữ, chèn hiệu ứng cho nó nha các bạn. Âm thanh rồi, nhạc rồi. Thì khi các bạn muốn tải về, bạn bấm vào một download này các bạn. Ok, thì cái app này tương đối phức tạp nên mình không hướng dẫn các bạn nhiều, để mất thời gian các bạn. Các bạn vào trong đó các bạn tự mình tìm kiếm, tìm hiểu thêm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài, mình vào cái Kingdom Master, mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta cài đặt nha các bạn. Chèn âm thanh, chèn hình ảnh và hiệu ứng cho nó các bạn. Ok, thì mình sẽ vào Kingdom Master của mình nha. Đây, mình sẽ click vào các bạn. Thì đây những cái video mình đã cho các bạn xem trước hồi nãy nè các bạn. Thì mình sẽ mở lại nha. Thì đây có mấy cái mẫu nè các bạn. Mình có thể lấy bất cứ mẫu nào mình làm intro của video của mình. Ok, bây giờ mình sẽ thêm cái vài cái video vào trong các bạn. Bấm vào phương tiện, các bạn chọn các video các bạn mới tải về hồi nãy các bạn. Mình sẽ chọn mấy cái mẫu cũ của nó, cái phiên bản gốc của nó cho các bạn xem thử nha. Hoàn toàn không có nhạc, không có âm thanh, không có chữ. Đây, các video gốc nó nè các bạn. Rồi mình sẽ mở cho các bạn xem thử nha. Đây, không có nhạc, không có chữ, không có gì hết. Khi các bạn đem về đây thì các bạn có thể chèn nhạc cho nó nè, các bạn chèn các những chữ cho nó, cho nó đẹp, các hiệu ứng nữa. Đây các bạn, không có chữ gì hết nè, thành gốc đó đó các bạn. Video gốc chứ. Đây, hoàn toàn không có xuất hiện một chữ nào hết các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thêm những cái video mình mới tải về nãy cho các bạn xem thử nha. Mình click vào phương tiện các bạn. Đây mình mới tải nãy cho các bạn xem hai cái video nè. Một là video này trong app nè, và một cái video trong Pixabay mình mới tải về nãy các bạn. Đây, hai cái video nè các bạn. Mình sẽ mở cho các bạn xem thử nha. Đây, hoàn toàn không có âm thanh nha các bạn. Đây thì cũng không có âm thanh luôn, chưa có chữ nào luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ click vào cái thanh âm thanh, mình sẽ chèn các âm thanh cho nó nha các bạn. Chữ nút nhạc các bạn click vào đó nha. Rồi mình sẽ vào trong nghe thư viện âm thanh của mình. Mình tải về sẵn các bạn, mình click vào download. Rồi mình sẽ lựa các âm thanh trong đây, mình sẽ để vào. Thì các bạn âm thanh các bạn lên vào trong cái YouTube Studio các bạn tải về nha các bạn. Nó không bị bản quyền. Các bạn lấy nhạc của chúng ta là không có được đâu. Mình có thể nghe thử trước nha các bạn. Thế hợp thì mình sẽ bấm vào dấu cộng này. Đây các bạn kéo cho nó ngang cái video bên trên thì mình cắt cái âm thanh khúc dưới bỏ các bạn. Bấm vào dấu kéo để cắt vào sang phải đầu khác các bạn. Ok, giờ mình sẽ mở thử cho các bạn xem nha.
Ok, giờ tới cái video thứ hai nữa các bạn. Mình cũng làm tương tự luôn. Mình sẽ vào trong âm nhạc rồi mình sẽ chọn album. Và mình chọn cái mục đầu lóc. Ok, mình sẽ chọn cái âm thanh khác. Ok, thì tiếp theo mình sẽ tiến hành cắt giống như cái video trước đó các bạn. Mình sẽ click vào thanh nhạc. Sau đó mình click vào vô kéo. Mình cắt sang phải với đầu phát các bạn. Giờ mình sẽ mở cho các bạn xem thử nha. Thì khúc sau video này nó không có chữ nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ thêm chữ vào cho nó đẹp nữa các bạn. Bạn nhấn vào lớp, xong rồi chọn chữ T văn bản nha. Thì vào đây các bạn có thể gõ bất cứ chữ nào các bạn muốn nha. Mình sẽ gõ tên kênh của mình, có HQ Hoàng Tâm. Sau đó các bạn chọn OK nha. Thì vào đây các bạn kéo nó phóng to ra nha. Rồi mình sẽ chọn màu cho nó góc phải các bạn. Mình sẽ chọn màu đỏ nha. Ok. Và mình sẽ chọn những các hiệu ứng cho nó các bạn. Đây nó có rất nhiều hiệu ứng nha các bạn. Giờ mình chọn nó trực sang phải nha. Ok. Bây giờ mình sẽ chọn làm thêm cái tách thứ hai nha các bạn. Các bạn cũng click vào T luôn. Cái này mình ghi là chữ khác nha các bạn. Muốn ghi chữ nào ghi, mình ghi YouTube nha các bạn. Mình chọn OK. Sau đó mình kéo phóng to ra nha các bạn. Click vào mũi tên mình kéo ra. Rồi mình chọn chỗ ô vuông màu trắng nè. Mình chọn màu khác cho nó. Đây mình chọn màu vàng nha các bạn. Sau đó mình sẽ cắt những cái đuôi dư nữa các bạn, mình cắt bỏ nha. Mình click vào đó, mình click vào kéo, cắt sang phải là được. Kéo xuống nè. Bị lỗi vậy. Rồi ok, nó bị lỗi xíu các bạn. Đó, mình sẽ chỉnh sửa cho nó nhìn tương đối được, rồi mình sẽ đặt. Ok, mình sẽ cắt đuôi bỏ các bạn. Xong, giờ mình sẽ mở lại cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ đặt hiệu ứng cho cái chữ YouTube này nha các bạn. Mình sẽ click vào chữ YouTube. Xong các bạn chọn hiệu ứng cho nó. Mình sẽ trượt sang trái các bạn cho nó nghịch nhau nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở lại cho các bạn xem nha. Vậy là ok rồi đó các bạn. Mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta làm cơ bản nhất. Thì trong các video chúng ta làm những intro, cái đầu video của mình thật hay. Thì các bước mình đã hướng dẫn các bạn cách tải hoặc là video, tải video, cách chúng ta chỉnh sửa và những cái nguồn video mình tải về. Thì mình đã hướng dẫn các bạn vào đó, các bạn tự tìm hiểu thêm nhé. Thì video của mình cũng xin đây xin kết thúc. Thì nếu các bạn thấy video mình hữu ích thì các bạn cho mình xin một like, đăng ký kênh, comment và chia sẻ nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.